có gia đình cũng tiện không? Thì nó lớn rồi mày mà. Không bị tiểu đường á, bị mấy năm rồi mà không làm mệt. Làm mệt bây giờ em đi khám á, tư khám á thì nói là cho giấy chuyển viện, tại vì ổng qua cái giai đoạn mà chuyển qua thận với lại tim. Ngộn thở thằng ngủ không được. Giờ hai cái chân nó sưng. Giờ tụi em cũng tôi nghe vợ tôi nói rồi, giờ hôm nay tôi rảnh tôi chạy qua tôi coi tình trạng nó có bệnh nhân như thế nào. Bây giờ chị dắt anh vô trong nhà coi nha. Chị đi chạy trước đi. Đây trường hợp rồi cũng hoàn cảnh khó khăn, chồng bệnh không có tiền đi bệnh viện, rồi bác sĩ kêu chuyển viện cũng có tiền nằm ở nhà. Cũng nói nhà cũng khó khăn. Nhà thơ gì đó để giờ gian do sang vô xác minh là đây là nãy địa chỉ cho địa chỉ số đâu 205/59 đường Tân Hòa Đông 205/59 đường Tân Hòa Đông phường 4 quận 6 thì mời quý vị vô xem coi nha sao. Rồi xin chào quý vị khán giả, giờ sang vô coi trường hợp này như thế nào rồi mời quý vị cùng sang vô xem không? Ở đây nhà chị hả? Nhà trọ hả? Tình trạng của anh nó là bị cái gì? Đường. Mình mới lâu nhà hay cái gì? Đó. Nó bị tiểu đường bao lâu? 4-5 năm rồi. Hả? 4-5 năm. Còn cái quạt mình treo hai cái chèn. Dạ, cho nó mát cái sàn, tại vì nước đá đó, cái nóng trên đây nóng quá. Nóng quá. Dạ. Chế với mấy quạt. Rồi làm hai cái bình này là bỏ đá vô đây hả? Dạ, dạ. Cục bỏ vô cho nó mát. Nhà chậu à. Cái ngồi bữa nào ngọt để ngồi gì nè, không ngồi gì hoài. Để có quạt nó hơi ồn xíu nha cây à. Anh quay vô bữa sáng mà mình coi. Quay, quay ghế lên nghe mình. Rồi để đẩy anh xích qua bẩn đi xét bẩn luôn. Đèn với em. Để mọi người coi hồ sơ bên đấy. Bên này phòng khám, tôi giấy chuyển viện. Cái này là giấy cho khám, tôi thủy, tôi là giấy khó khăn, xác định. Ngồi xuống mập, mập quá, che hết trơn, có hôi rồi mập ơi. Mấy ghế rồi mà. Anh đã quên rồi. Cái này giấy này của anh à? Dạ, tên của anh. Chị để cho anh hỏi. Giấy này của anh à? Không biết đường chứ. Chị để anh nói chuyện này. Giấy này của anh à? Ờ. Hả? Đây là tên của anh.
Đây là tên của ai? Tên gì quý vị? Hả? Tên gì? Tên bệnh nhân đó. Trong giấy này nó ghi gì? Giấy này nó ghi gì anh? Đặt tên nó có lại là tên của con là Vương 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 Hà. Anh kêu tôi bằng em được rồi. Tôi tên Sang. Hả? Anh tên gì? Vương Hà. Vương Vương Hà, năm nay anh nhiêu tuổi? 50 hả? 50 rồi, anh sang năm 1992 thì bằng tuổi tôi rồi. Anh bị cái này bao lâu? 5 năm rồi. 5 năm rồi hả? Tất rồi. Lúc đó đang đi làm đồ rồi kia rồi. Đi làm tự nhiên cái phát bệnh. Từ đó sao nghỉ luôn. Nghỉ luôn? Nghỉ. Nằm ở nhà. Em đi làm. Ngoài cái bệnh tiểu đường ra anh còn gì nữa? Em đi làm bảo vệ. Em đi làm bảo vệ cái thời gian nó xuống nữa. Nó tiền tỷ càng ngày càng ngày càng ngày. Mình cũng không biết gì sao nó tiền tỷ hoài luôn. Rồi chị làm nghề gì? Dạ em làm ai, ở nhà ở dưới cho sao. Rồi chị năm nay nhiêu rồi? Dạ 60. Chị 60, ảnh 50. Rồi làm anh xe ngang, tháng được nhiêu tiền? Nhà còn nhiều nhiều ít. Phần có 2 ngàn 3 chút xa. Nhà này nhà chị hay nhà thuê? Nhà thuê. Thuê tháng nhiêu tiền? Tháng 1.4 triệu. Nước điện xong rồi gần 1.8 triệu mấy chục. Dạ. Rồi số 5 năm qua anh ấy ở lộ bệnh gì rồi cái nguồn thu nhập chính là để mà chữa trị bệnh này như thế nào? Em cũng làm cũng dán như làm ai kêu làm gì mà làm nấy. Ừ. Làm ăn tiếng mình kiếm tiền thêm thì mình để cái thu nhập để đóng tiền nhà hàng dư thì mua thuốc men cho nó uống. Ừ. Ôi chú Tám, trời ái mộ quá trời luôn. Tấm sang nè. Á mộ hôm quá còn chưa dạ, coi dạ, trên dạ, mạng á. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, sáng sáng. Cái này bây giờ vấn đề là chị cái đường huyết là nó trở lại bình ổn rồi, mình ăn chế độ ăn uống là nó bình thường rồi thôi à, cái nọc ăn uống rồi mình nói chung cái mình tiểu đường đó mình phải đái tháo đường này, mình ăn uống theo cái chế độ của bác sĩ đã đưa ra, chẳng tối đa cái vấn đề mà tinh bột, ăn rau củ rồi tập thể dục vận động nhiều, chứ nào chỗ rồi nó cũng không có được. Cái chân anh bị gì đây? Bị sưng á. Ừ. Cũng tập cho ông đi đó. Thì bác sĩ nói là rồi đứng lên rồi em kiểm tra đó. Nó biến chứng. Rồi chị đứng lên rồi. Trời ngày mới biết mặt rõ không? Rồi anh cái gì đứng lên. Đứng lên đứng sao? Anh dựng cái ghế anh đứng lên. Dựng cái ghế rồi ta. Anh bước ra đây. Chị buông ghế. Trình té rồi. Làm bao nhiêu? Làm bao nhiêu? Nhà cũng mệt mỏi, cũng nổi thôi. Mà mình có bệnh không? Bệnh. Rồi bởi vậy thì cái sang nói coi đây cũng là một cái lời cảnh báo rất là nhiều trường hợp gia đình đó. Cứ chủ quan cái vấn đề mà bảo hiểm, không ai mà chịu mua bảo hiểm khi mà đổ bệnh ra mà lúc đó mà chạy dài tiền bạc mà khắp nơi không đủ tiền để mà chạy chữa đó. Còn mình nó làm gì làm cái bảo hiểm nó không có đáng nhiêu tiền, ta mua cái bảo hiểm lỡ có bệnh hoạn nằm ốm đau không có giấy tờ lỡ có một cái chuyện gì thì người ta nó còn có cái bảo hiểm rồi để mà chạy chữa thuốc tan lần này không có cái bảo hiểm luôn. Không có bảo hiểm mà mọi thứ cái gì nó cũng trăm trăm. Ủa cái này gạo đã cho đó. Gạo từ thiện đã cho hả? Dạ. Cho lần ba qua qua rồi để dành đây hả? Mà mì tôm cũng cho đó. Dạ không? Lên cảnh, cũng cho.
Bữa có qua bên nhà em nhận nhận quà. Bây giờ cái bệnh của anh á, thứ nhất á là bây giờ á, vô trong bệnh viện á, để mà nhập viện để người ta điều trị cái thoát đường, để người ta đưa về cái chế độ bình ổn trước, sau đó là kết hợp với vấn đề chế độ ăn uống nha, và dưỡng sức lại, rồi á, khi mà nó bình ổn rồi á, mình phải là ăn uống để mà đảm bảo được cái sức khỏe của mình. Và đồng thời là cái việc mà đi đứng đó mình phải thường xuyên vận động để tập thể dục, nước ăn uống nước nhiều cho một chút nha, để mà nó thanh lọc lại. Thì giờ cái chân của anh nó tiểu đường những cái nó rất này mà nó rất là khó lành nè, mà khi mà nó bể nó thành một cái ổ voi luôn ha. Đưa cái chân anh này, hai chân luôn đó, bên đây nè, đây nó hai ổ này, nếu mà bị tiểu đường á, giữ không kỹ ha, vệ sinh không kỹ, nó thành ổ voi, và lúc đó nó tháo từ từ tháo gấp dưới, tháo rồi dần lên đến trên. Cho nên ta phải kỹ càng trong việc này, là nó không còn chị không nên báo nhiều. Thì bây giờ cái nguyện vọng của chị là như thế nào? Nguyện vọng là ổng đang mệt, cho ổng vô nước biển mệt cái gì cũng cho ổng khỏe, em cũng đỡ tí đỡ lo. Rồi. Rồi anh sao? Giờ nguyện vọng của anh muốn sao? Thì em giờ muốn cho cái bệnh của em nó khỏe lại chứ. Bệnh em nó khỏe rồi. Ừ. Xưa anh có nhậu không? Không. Giờ anh có hút thuốc không? Bỏ luôn rồi. Rồi. Anh hút nữa là anh đi sớm. Bỏ thôi. Nhá. Bây giờ muốn cho mình hết bệnh đúng không? Ừ. Thì cái anh muốn hết bệnh thì anh phải hợp tác với lại cái bên phía bác sĩ, bệnh viện. Người ta điều trị, người ta đưa ra liệu trình thuốc cũng như là cái chế độ dinh dưỡng để mình ăn. Và bên cạnh đó là không thiếu cái phần mà về cái vấn đề mà tập thể dục. Thì bây giờ cái nguyện vọng của hai vợ chồng như vậy á, thì gia đình mình còn con cái người thân gì? Hai chồng có con, lấy nhau được bao nhiêu lâu rồi? Lấy được 5 năm, hai người đến nhau 5 năm rồi ổng đổ bệnh, đổ ổng rồi. Mà cái này tình yêu sét đánh rồi. Thương không? Thương chứ. Thương nhiều không? Lặng, ngồi, thở, ngồi, điểm, khóc. Bây giờ tôi giúp tôi cho đi bệnh viện, ai là người nuôi? Thì em cũng nhờ, mà còn bà gì mới nuôi rồi. Em còn phải đi làm tiền thôi em. Trong cái khoảng nghĩa là thời gian này, bây giờ tôi hỗ trợ, tôi đưa cho đi bệnh viện. Tôi đem xe cấp cứu rồi đưa cho đi bệnh viện. Do bệnh viện tất cả mọi chi phí tôi đóng, tôi lo. Thì chỉ có nhiệm vụ là chăm sóc ổng. Giờ anh lo, chị lo cái gì nữa? Còn nếu mà giờ chị mong muốn để chữa trị bệnh ở tôi, giờ chỉ không có thời gian vô chăm sóc ổng, chúng tôi sẽ làm nhịp cầu nói, đưa anh đi vô bệnh viện, chi phí bệnh viện bên tôi sẽ lo. Còn cái việc mà chăm sóc ảnh hàng ngày ở trong bệnh viện với ảnh là chị, chứ chúng tôi không làm được. Bây giờ chị thấy sao? Rồi nếu mà chị đồng ý thì tôi đưa đi liền. Khi mà tôi đã tìm hiểu rồi đó, kiếm qua cái địa chỉ nhà chị rồi là tôi đã tìm hiểu rồi, tôi đang sẽ tôi đưa qua luôn rồi. Bây giờ anh muốn sao? Sao nổi? Bây giờ không có tiền để đi bệnh viện thì giờ anh tính sao? Em cũng muốn làm cho nó hết bệnh của em, cho nó khỏe rồi chứ sao? Bây giờ không có khả năng đi bệnh viện, không có tiền, giờ anh nghĩ sao? Bây giờ phải chịu vậy luôn chú Sang ơi, chứ giờ không có không lẽ nằm chịu chẳng hả? Chứ không có đủ khả năng mà sao chú Sang? Em còn vợ em nữa rồi không đủ khả năng rồi hỏi chú sao giờ có chịu chẳng luôn đó. Thiệt á. Cái tiểu đường này anh biết, nếu mà không có điều trị đúng cách đúng mức, đường nó lên cao quá nó gây rất nguy hiểm đến tính mạng không? Anh biết cái này không? Cái bệnh tiểu đường này nếu không điều trị đúng mức đúng cấp, đường nó lên cao quá nó sẽ rất dễ gây ảnh hưởng đến tính mạng của mình, anh biết không? Biết mà. Có nghe nói là đường khi nó lên có mấy trăm chứ. Ủa anh ơi, giờ lên nó đường không, nó khoảng tầm trên 500 á? Không,
em với bữa họp có lên quá mức luôn á. Ừ. Lên mà có khi đi cũng được luôn. Sao anh chốc? Sang hỏi sao khóc? Tại là bỏ chú Sang chứ hỏi giờ em làm vậy. Trời lúc nào vợ em nữa rồi tùm lum chuyện. Thiệt. Nếu mà em nằm nữa được rồi nằm á thì vợ em á này kia lo đủ về á. Rồi cầm điện kể giờ chứ đâu hay chứ đó chú Sang ơi. Thiệt á. Anh toàn người thân ba anh em rồi không? Dạ hết rồi chú Sang. Chỉ có vợ thôi. Người thân không còn ai hả? Ừ. Bà già mất rồi, ba mất rồi. Giờ nếu mà không có tiền điều trị hỏi nằm chịu chẳng thôi. Ừ, nằm chịu chẳng thôi. Chịu chẳng rồi, bây giờ chịu chẳng rồi được rồi đó. Quan trọng là ai là có người chăm sóc rồi cực rồi tới gì sau nữa. Giờ chỉ có chú Sang với giờ chỉ có vợ thôi, vợ em. Chỉ có vợ em thôi chứ không có ai nữa. Em bây giờ chỉ biết có giờ như trường hợp của ảnh rồi, bây giờ không có để một khả năng tới bệnh viện thì chuyện tính sao? Bây giờ giờ sao ông muốn nằm bệnh viện không? Người ta ấy hả? Ừ. Nằm bệnh viện không? Nằm bệnh viện em không có, trong bệnh viện cũng có, vậy. Không có, cho nuôi ông chứ giờ ơi. Chứ để nhà ông thở thở hoài rồi. Chị nổi hay là muốn ở nhà? Thôi ở nhà đi. Ở nhà phải không? Nhà chết nhắn kiệu nha. Ừ. Ở đây nhờ chú Sang xuống giúp đỡ rồi. Bây giờ ông không chịu đi. Bây giờ thứ nhất là em đến đây để giúp cho anh được đến bệnh viện. Chúng tôi nhưng mà những cái chi phí trong bệnh viện chúng tôi lo. Ha, tôi luôn đóng tiền trực tiếp cho bệnh viện. Và nếu anh muốn điều trị thì chúng tôi sẵn sàng để làm gì còn đó đưa cho anh đi. Đây là tiền của tất cả những mạnh thường quân để gửi vào trong cái quỹ để mà đi giúp những cái mảnh tại bức ảnh, những người nghèo, những bệnh tật ốm đau. Thì cho nên bây giờ á, việc mà tôi đưa anh đi á thì bắt buộc phải có người nhà phải đi theo vô cho nó chăm sóc. Tất cả những cái chi phí trong bệnh viện chúng tôi lo, ăn uống là cho nó chúng tôi lo. Hai chồng không cần phải đóng một đồng bạc nào nữa. Tại bây giờ gia đình tự quyết định ha. Hồi đây tụi em còn đi nữa. Nếu được rồi tôi cho chuyển cho đến bệnh viện gấp. Đi không? Nằm đi ha. Đi vô nằm đi. Đi không? Anh có đi muốn đi đến bệnh viện để điều trị cho nó khỏe nó hết bệnh không? Bệnh viện. Bệnh viện phải không? Bệnh viện hả? À. Thôi em cứ em chẳng thà em ở nhà em kiểu lên chứ. Anh ở nhà anh nằm đây thì được đó, nhưng mà bà này bà khổ. Cho em nằm nhà chịu. Nằm đây bà này bà khổ vậy vậy. Vợ chịu khổ đi vợ ơi. Vậy anh đâu có công bằng đâu. Có cơ hội được điều trị anh nằm khỏe anh đi lại anh còn đi làm ăn nữa phụ vợ phụ con ở này kia nọ mà giờ anh không chịu mà anh nằm đây em có vợ lo hoài đâu được đúng không? Mới nãy anh nói anh mong muốn anh hết bệnh thì giờ chúng tôi giúp cho anh mà bây giờ anh đổi ý thì bây giờ anh muốn sao? Cũng làm muốn đi làm phụ vợ mình muốn đi làm phụ vợ chứ anh phải trị cái bệnh của anh hết đó mới được. Chứ em thì nhiều lúc bây giờ em suy nghĩ bây giờ đi nói cho cái bệnh đi, của mình đi, còn cái bệnh của mình nữa. Mình nói với thiệt mình nói vợ làm muốn hết bệnh mình nữa rồi cũng phải thời gian sau này thiệt. Không chịu đi bây giờ chú Sang hỗ trợ gì đi chú Tám ở đây là hỗ trợ hết là lo viện phí rồi tất cả thật ra đâu có xe của tôi đâu. Rồi mà không chịu. Muốn chịu lắm rồi đó. Mà không đi bệnh viện. Chịu. Hôm nay không chịu đi. Đi cứ lắm. Kệ đi. Giấy chuyển viện bác sĩ yêu cầu nè. Đi lại nhập viện nè. Đi ấy mời đi à. Không ngày mai em không có không. Tại vì thật sự bữa nay em sắp xếp được công việc em mới lên. Đây xe của tôi đem ra tới đây sẵn luôn rồi.
sao đi không? Để đi đi. Rồi coi như là gia đình mình chưa có duyên để mà mọi người giúp đỡ, em gửi trả lời cho chị cái bộ hồ sơ nha. Rồi mỗi khi mà em về tới Sài Gòn đó, thì rất là nhiều hoàn cảnh để em đi, rồi cho nên em cũng không có thời gian. Rồi em gửi trả bộ hồ sơ chị, rồi chúc anh chị gặp nhiều điều may mắn. Chú nghĩ kỹ đi, chú Tám ơi, có chú Tám này là hỗ trợ là tốt lắm rồi. Đi đi cho khỏe. Đi cho khỏe đi. Chứ nếu mà ấy thì chú Tám này không có hỗ trợ là không có ai giúp đỡ chú được hết trơn á. Có mình chú Tám này thôi. Đi không? Không đi tôi bỏ ăn, tôi ẩm đi ở nhà, tôi cũng bỏ ăn nữa, tôi đi chỗ khác, mướn ở. Ở đây thì giờ có chú Sang, chú giúp đỡ vô đó làm đi, đi khám bệnh, khi nằm đỡ hết bệnh rồi về. Chúng nằm như vậy hoài, ông khổ tôi cũng nặng. Hai cái chân của anh, nếu mà không khéo, tôi nói thời gian sau trong vòng 3 tháng, ha, nó thành một cái ổ voi là tháo khớp. Ta đâu kiểm tra cái chân của anh này nè. Anh nhìn ra. Ba lỗ mũ này nếu mà không điều trị đúng cách của cái bên chuyên khoa thì đã tới đó rồi, để mà giữ cái vết thương kèm theo cái vấn đề chế độ mà ăn uống để mà nó giữ được cái vết thương này và giữ được cái sức khỏe. Dạ. Tôi cho anh lời khuyên cuối cùng, anh suy nghĩ kỹ trước khi tôi đi về. Đi nha. Không đem cái bồn nước em để vậy. Ừ. Ở trên này không xài cho nên. Sao? Con không chịu đi chứ, chịu đi đi. Giờ nếu mà cô có còn chú Tám đây mà muốn đi rồi là khó có người biết. Thay đồ đi. Đi về bả nuôi. Đi ha. Đi đúng không? Rồi đi ha, chị thay đồ cho ảnh đi. Tôi ra tôi đánh xe của thường vô. Rồi mà cái nhà quay trời sang chút xíu, rồi tại cái hẻm nó hơi nhỏ, hay là trộn qua đánh xe cái đường bây giờ. Hẻm 8. Cầm xe qua bên phụ luôn. Rồi đậu nó đi. Ở trường hợp này bây giờ chỉ có nước giúp rồi đưa đi bệnh viện thôi chứ. Đứng đợi chút xíu chị. Đợi chút xíu rồi. Giờ cứ cái cho anh nằm xuống đẩy lên trên đây rồi rồi chị ra chị lấy đồ. Còn nằm ngã xuống đây, anh đang xích lôi lại nó, lại lôi nó. Rồi lên chút. Rồi. Ở đây. Ba con rồi. Đấy, đi rồi. Xích lôi anh chứ. Anh cứ nằm đi, tôi bật cái ghế bông lên cho. Anh cứ nằm đi rồi tôi đai lại xong rồi tôi bật cái ghế lên cho. Tại là lấy đi xe của tôi cấp cứu rồi, anh không ngồi về là chạy nguy hiểm lắm. Nhận không? Rồi lùi lại anh chứ. Xuống ghế là nó cao quá. Rồi. Không biết nha. Rồi như vậy mà còn không chịu đi bệnh viện nữa, anh nằm anh chỉ chờ luôn. Cao lên rồi thả ra.
rồi anh thả ra đi. Dạ bé. Quần áo của chị, quần áo của ảnh không lấy theo, quần áo ở trong cái bệnh viện ta đầy đủ rồi thì nghi lắm đó. Bỏ lấy đồ đó nó thôi hết luôn. Chị chạy vô lấy quần áo của chị đi. Đồ thay của ảnh. Mình lấy quần áo rồi đi ra cái cống luôn. Lấy quần áo của chị, quần áo của ảnh luôn. Mình gói luôn. Áo đồ cống rồng. Lấy đồ đủ chưa? Khóa cửa chưa? Khóa kết sắt chưa? Cái quá thôi, chị phá giữ dùm cái kết sắt. Rồi mời cả nhà tiếp tục theo dõi con chú Vũ đưa gia đình cô vào bệnh viện ra nha cả nhà.